Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xốp Hàng Mã nhé. Hôm nay tiếp tục lại lên về được sản phẩm những đồng hồ cơ này. Đấy, hôm qua thì mà hôm nay lên có một số đồng hồ cơ thì lên cho các bác nhé. Thì các bác bước vào xem video thì nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, nút chia sẻ kênh các bác nhé. Đấy, và bác nào mà đang xem, bác nào mà vào sau mà chưa xem, chưa đăng ký kênh ấy, thì ủng hộ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đấy, bác nào mà đăng ký kênh rồi thì cho em xin một nút chia sẻ kênh nhé các bác nhé. Và trong video thì có sản phẩm nào các bác quan tâm thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0818 này 132198 các bác nhé. Đấy, em đã ghi trên màn hình rồi. Đấy, thì đầu tiên thì em đi vào chi tiết để báo giá cho các bác những con đồng hồ cơ, cost của Nhật này. Nó cost 30 ngày. Đấy, con này là con Aichi Topker này. Con Aichi Topker này thì nó có cái chiều cái thông số của nó nhé. Cái này nói chung em về thì em chưa có vệ sinh gì đâu. Đấy, về cái này em để test nó chạy ổn định thì em lên video. Đấy, như con này nó được 41,5 cm coi nhá, chiều cao 41,5 cm và chiều ngang của nó được đi 26 cm, đường kính của mặt đồng hồ này được 20 cm. Con này mặt kính mo các bác nhá. Đấy, hoa văn hoa dâu nhá, đó hoa kiểu trang trí này. Con này đánh hai con đồng bạch này, hai con đồng bạch tay cót vẫn còn nhá. Đấy, cót 30 ngày. Con này thì nó có cái tiếng chuông như thế này, em sẽ test tiếng chuông cho các bạn. Đó. Đó. Và cái này nó điểm ở 30 phút nhé. Đó, 30 phút nó sẽ điểm một lần một chuông. Đó, thì các bác nào mà quan tâm lên mã với em nhé. Lên mã với em là con này là con F46 nhá, qua con 45 này, con F46 này. Đấy, con này lên con F46 nhá. F46 em gửi đến các bác là 1.450.000. Đấy, con này thì nó có phần hơi chảy xước các bác nhá, hơi chảy xước thì em sẽ giảm cho bác là như vậy. Đấy, 1.450.000. Bác nào mà lên mã cho em nhá. Đấy, lên mã cho em là 1.450.000 cho một con cơ F46, con F46 con nhá. Đó. Chạy rất ổn định luôn, ok luôn. Rồi lên một con này là con Grofan. Con này có 30 ngày các bác nhá. Con này cũng có 30 ngày luôn. Con này thì nó có cái thông số của nó, chiều cao của nó đi từ 42,5 cm và chiều cao ở chiều ngang của nó được 24,5 cm. Đấy. Con này thì con này có tiếng chuông của nó, sẽ test tiếng chuông. Con này đánh hai gông đồng nhá, hai gông đồng đỏ. Đấy, con này tiếng chuông thì nó vang hơn con kia. Con này cũng dùng cho bác là kính mo nhá. Đấy, kính mo này. Đấy. Mặt đằng trước này thì vẫn là tương đối là ok. Con này thì nó cũng hai ổ cót và cót 30 ngày. Đấy, rồi 30 phút nó cũng điểm chuông các bác nhá, 30 phút điểm chuông. Đó. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em nhá. Lên mã cho em là con này là con 47 này. Con F47 em gửi đến các bác, con này là như một con này 1,5 triệu này các bác nhá. Đấy, con này 1.500.000. Đấy, 1.500.000 cho con F47 này. F47 1.500.000 các bác nhá. Rồi tiếp tục lên một con Messi, con này có 21 ngày các bác nhá. Con này thì nó có chiều cao của nó được 41,5 cm. Và chiều ngang của nó được 23,5 cm, chưa được 24 cm coi nhé. Mặt kính này cũng mặt kính mo này, con này mặt kính của nó có 18 cm thôi coi nhé, mặt kính nó 18 cm thôi. Đấy, con này thì cũng quả lắc và chuông của nó cũng đánh ken ken. Đó, nó cũng ken vậy thôi. Đấy, đánh hai gông đồng đỏ nhé, hai gông đồng đỏ, hai ổ cót. Và con này thì nó cũng con này cũng 30 phút điểm chuông nhé.
Thì nó đánh xong em đẩy xuống 30 phút thì nó điểm chuông chuông không? Đánh dòng cót này nó hay 30 phút điểm chuông đó. Đó khó nha, cái này là khó 30 phút điểm có điểm chuông. Đấy, thì con này các bác quan tâm mình lên mã xem nhé. Lên mã ra là con F48 này. Con F48 em gửi đến các bác là 1 triệu, con này 1 triệu 200 nghìn, 1 triệu 200 nghìn nhé. Đấy, con này thì nó chảy xước rồi. Đấy, con này nó cũng hơi chảy, nó chảy xước hơi nhiều. Đấy, nó nhỏ hơn mấy con kia. Rồi các bác quan tâm lên mã cho con F48 này. F48 này là con 1 triệu 200 nghìn các bác nhé, 1 triệu 200 nghìn. Đấy. Rồi đấy là con này là con Senkosa. Con này cót của nó không được bao nhiêu ngày, con này cót thì cũng không, nó không để ở đây, nó không để ở đây các bạn. Nhưng mà con này thì mình cỡ đây, cứ để ở đây cái gì đây, con này thường thường nó cót của nó được 30 ngày, cót dày, nếu cót dày là 30 ngày, cót dày các bạn. Cót dày các bạn. Con này thì nó có điểm chuông này. Thế con này xem mà không thấy. Chuông đánh rất to luôn. Con này, những cái dòng này thì các bác phải về treo, phải là tuyệt đối cân nhé, nó mới chạy nhé, chứ không là nó treo lệch nó không chạy đâu. Đấy, cái này chỗ này, chỗ treo của em nó cũng hơi bấp bênh, cho nên là nó hơi cập khước này, cho nên nó không cân là nó sẽ không chạy. Đó. Các bác nào quan tâm mã này thì lên mã cho là mã F49 nhé. Con này chiều, có chiều cao của nó là 41,5 cm và chiều ngang của nó là 23,5 cm. Con này thì nó này nó sơn đấy các bạn, nó sơn thôi. Đấy, lên mã cho là con F49 này, con F49 này em gửi đến các bác là đi 1 triệu 2 coi nhé, cũng 1 triệu 2 thôi, con này cũng 1 triệu 2 thôi. Đó. 1 triệu 2 cho con F49 này. Con này con Aichi Toku. Con này cót 21 ngày các bác nhá. Con này cót 21 ngày. Đấy. Đấy, cách rất hay luôn. Đấy, con này em sẽ test chuông cho bác trước này. Đấy, 30 phút điểm một chuông này. Tròn giờ này. Đấy, đánh hai con đồng bạch coi nhá, hai con đồng bạch. Đấy. Con này thì nó có cái chiều cao và thông số của nó thì được đi là 41 cm. Chiều cao và chiều ngang của nó được 24 cm các bác nhé, 24 cm chiều ngang. Đấy, con này thì các bác cũng lên mã cho em là mã số 450, con mã F50. Đấy, F50. Con này em gửi đến các bác là 1 triệu 3 nhé, qua 1 triệu 3 con này. Đấy, 1 triệu 3. Đấy, rồi các bác quan tâm lên mã cho em nhé, 1 triệu 3 con F50 này. Đấy, con F50 1 triệu 3. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em nhé, F50 1 triệu 3. Rồi tiếp tục đây, con này con
chassis tôn. Con này là con dùng pin các bác nhé, con này dùng hai quả pin này. Đấy, dùng hai quả pin, hai quả pin đại như này. Đấy. Con này là pin Liker. Con này thì nó có cái tiếng chuông như này các bác nhé. Tiếng chuông vậy nhé. Đấy, cái này thì nó chất liệu nó thì bằng gỗ phóc bằng mặt trước này. Đấy, chiều cao nó là chiều cao của nó có 37 cm thôi, còn chiều ngang của nó được 25 cm. Con này thì nó bằng pin Liker, pin Liker mà cái này điểm giờ 30 phút nó không có nhé, em vừa quay đến là không có chạy. Đấy, chỉ có là tròn giờ thôi, chỉ có tròn giờ nó mới chạy thôi. Đấy, thì các bác quan tâm lên mã ra là con này là con 51 này, con F51. Em gửi đến các bác con này là đi con này đi 750.000 nha các bác nhé, 750.000 em để cho các bác con mã này, mã pin nhé, pin Liker 750.000. Đấy, bác nào quan tâm lên mã ra F51 750.000 nhé. Đó. Rồi lên cho bác con này là con tên nó gì đây, chân pet cái gì đấy. Con này gông vòng này, con này nó gông vòng nha các bác nhé. Con này thì có tiếng chuông này. Đấy, tiếng chuông nó còn đang bị sai kim, đang 1 giờ, một này là 1:30 này. Hai giờ bây giờ kim mới được số 1. Đấy, cái này đang bị nó ở cái này chạm cái này, bây giờ em lại bấm cái nó sẽ đánh 3 giờ này. Đấy, này một tiếng. Bây giờ em phải quay cái này, quay liên tiếp tới 3:30. Đó. 4 giờ chứ. Đây là 4 giờ. 5 giờ, thứ 5 giờ xem, tại vì cái này nó là nút test chỉnh giờ thôi. 2, 3, 4, 5. Đó, bây giờ đúng 5 giờ đấy, đây là đúng 5 giờ đấy nhé. Đấy, giờ tự do nó chạy, tự nó chạy, còn khi em cứ động tay vào đây là nó đẩy cái này lên, nó lại nhích thêm cái giờ đi. Đó. Con này thì các bác lên mã cho em là con mã số 52. Con này nó chiều cao của nó được có 37 cm thôi, còn chiều ngang của nó là được 24 cm nhé, 24 cm. Con này cũng mặt kính mo các nhé. Đấy, giờ các bác lên mã cho em là con 52, con F52. Con này thì em gửi đến các bác là 1.1 triệu nha các bác nhé. Đấy, con này 1.1 triệu. Đấy, 1.100.000, 1.100.000 cho con mã F52 các bác nhé. F52 1.100.000. Này lên cho bác à, hầu như là có những con cơ, có mấy con để bàn nữa. Đấy, con này Senkosa 14 ngày. Đấy, Senkosa 14 ngày các bác nhé. Con này mặt trong nó phóc, ngoài này thì nó mặt kính hay phân chia, đây không có gỗ,
kính đất. Con này thì nó có chiều cao của nó là đi được 41 cm và chiều ngang của nó được 23,5 cm. Xem cô sai 14 ngày, cót 14 ngày các bác nhé. Đấy, con này thì bác lên mã cho em là con mã số 53. Đấy, con mã 53 các bác nhé, mã F53. Con này em gửi đến các bác là 1 triệu 3 các bác nhé, 1.250.000 đó. Rồi các bác nào quan tâm lên mã cho em các bác là 1.250.000 cho con mã F53. Con này cót 14 ngày thôi nhé các bác nhé, cót có 14 ngày thôi. Đấy rồi, nào bác con nào quan tâm lên mã cho em F53 nhé. Tiếp tục con Tiona, một con này con Tiona, con này dùng pin các bác nhé, con này dùng hai pin, hai cục pin đại này. Con này thì các bác phải để tương đối phải chuẩn cái tim này, cái tim của cái trụ này nó phải thẳng cái con ốc ở đây. Đấy, rồi bắt đầu khi các bác là bắt lắc đấy, nó lệch đi là nó cũng không được đâu nhé. Dùng hai cục pin đại, con này có dùng lệch luôn này, con này dùng lệch luôn. Đấy, chuông nó sẽ có là chuông ở cái chế độ là tròn giờ thôi, còn 30 phút là sẽ không có nhé. Đó, thử test đến 30 phút không có không? Và 30 phút không có, thường thường cái dòng này nó không có 30 phút, nó chỉ có cơ thôi. Đấy, còn pin thì nó sẽ không có, ít lắm, ít còn không có pin lắm. Pin thì chỉ có dòng mà cái dòng kính con kiểu kia cơ. Đó, thì nó sẽ có. Chất liệu con này thì bằng thùng bằng gỗ, còn mặt đằng trước này nó bằng nhựa nhá, bằng nhựa giả gỗ. Con này thì nó có cái chiều cao là 42 cm và chiều ngang của nó là 25 cm con nhé, 25 cm chiều ngang. Đấy, các bác nào quan tâm thì lên đã ra con F53, con F54 thì con này em gửi đến các bác là đi 850 coi nhé, 850.000 cho con F54 850.000 nhé. Các bác nào quan tâm thì lên mã ra F54 850.000, dùng pin và mặt của nó thì là bằng nhựa ở bên trong, mà cái khung của nó hộp bằng gỗ. Rồi tiếp lên một con nữa, con này là con gì tên gì nó không biết, chỉ biết là chỉ có Made in Japan, không biết tên gì. Con này cũng đánh không vòng này. Con này thì nó có cái chiều cao của nó là đi được 46 cm coi nhé, 46 cm, và chiều ngang của nó được 23,5 cm. Con này để vào đây đang bị không chạy, con này đang bị không cân. Đó, tương đối chuẩn là nó mới được. Này em sẽ test chuông cho bác này. Con này nếu các bác đại loại nó phải chuẩn thì nó mới chạy được, nó mới ấy nhé, nó mới chạy được. Con này khi nhả cót hơi kêu. Đấy, nhả cót hơi kêu 2 giờ. Con này nửa tiếng không đánh, chỉ có tròn giờ thôi. Nó hơi chậm búa, nghe nó cũng gì hơi gì. Đó rồi, các bác quan tâm thì lên mã ra nhé. Con mấy con máy này là đa số là máy 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 vuông tất, chứ không máy tròn nhé. Đấy,
Nhiều bác hỏi là có máy tròn không, nhưng mà thường thường nếu có máy tròn thì em sẽ bảo đây này toàn máy vuông, tức gần này về toàn máy vuông, ít máy tròn lắm. Đấy, con này các bác lên mã cho là mã số 55 nhé, con F55. Con này chất liệu của nó bằng gỗ hết nhé, gỗ thịt hết nhé con nhé, bằng gỗ thịt hết. Đấy, con F55 con này thì nhìn rất là cổ luôn, nhất là rất đẹp. Đấy, cái kiểu không biết là sơn hay là cái gì, cái kiểu gỗ nó sơn cái màu gì trông rất là hay. Đấy, con F55 là thì em gửi đến các bác là đi 1 triệu 1 triệu 3 thôi nhá. Đấy, 1 triệu 300 cho con mã F55 này nhá. Nào các bác quan tâm thì lên mã ra con F55 1 triệu 300. Và chuyển sang cái hàng bên hàng pin nhé. Hàng pin thì em có một đôi con gõ chuông, ung tê đánh chuông, 4 ung tê đánh chuông. Đấy, thì con này thì em lắp pin vào thì lúc nó chạy lúc không, mà lúc test chuông được là lúc không nhé. Đấy, thì cái này em thanh lý cho bác nhé. Đấy, thanh lý một đôi này luôn, một đôi như này luôn nhé. Đấy, con này con màu đen, cái màu đen này thì nó bị cái nắp pin nó hỏng em bỏ ra rồi. Đấy, còn con đây con này con vẫn còn nắp pin. Con này sẽ dùng cho bác là đi 3 quả pin pin đại nhé, 3 quả pin đại. Đây là con này thì nắp pin này nó bị mục nên em bỏ nó ra, nó bị ngấm nước em bỏ nó ra rồi nhé. Đấy, thì các bác nào mà là về xử lý con này xong là lấy đồ đấy thì liên hệ em nhé, đấy, liên hệ em đấy. Đấy, lúc về thì em cho đồ ở cho pin vào thì nó chạy xong là nó đánh chuông rồi. Đấy, qua một ngày thì là nó không chạy nữa, qua ngày nó không chạy nữa. Đấy, không biết là nó bị ở cái bệnh gì, nhưng mà các bác về các bác xử lý cho em, về xử lý nha. Một đôi này thì em thanh lý cho bác này. Đấy, thanh lý cho bác là con hai con này bác là lấy đồ nhá. Còn mã số 5F56 này, con F56 này là các bác về lấy đồ là đi hai con này nha, 1 triệu hai con trên hai con. Đấy, con này các bác lấy đồ nhé, thanh lý bác 500.000 một con. Đấy, 500.000 con ông tây đánh chuông, 4 ông tây đến 4 quả chuông kính con. À, đến tròn giờ cánh kính con. Rồi lên cho bác một con vài con Senko này. Đấy, con này con để bàn các bác nhá. Đấy, con này con để bàn nhìn rất là đẹp luôn. Chất liệu của nó thì nó bằng kim loại nhá. Đấy, bằng kim loại mà nó màu vàng này, không biết là kim loại gì, nó bằng màu vàng hết nhá. Còn rất là đẹp luôn. Đấy, trên dưới trong ngoài rất đẹp. Em sẽ quay cái này xuống thì xuống tí đã. Đó. Đấy, cận cảnh cho bác nhìn. Đấy, con này đây nhá. Đấy, con Senko này, mặt rộng rất là đẹp luôn, mà bằng nó cái này là bằng gỗ này. Đấy, bằng gỗ thịt, còn hoàn toàn của nó là đây là bằng kim loại nhá. Đấy, rất nặng luôn con này. Đây các bác này, mà máy trong này máy của nó là máy lớn pin trung. Đấy, khoảng bên trong của nó nhìn rất là ok luôn. Đấy, con này hít nhé, con này có hít từ vào nắp của nó mắc pin. Đây chỗ này thì nó bị dập này. Đấy, chỗ này bị dập nhá. Đấy, nó chèn bị dập này. Đấy, còn trên dưới trước sau của nó vẫn là tương đối quá đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, này là cái mỡ, cái dầu mỡ nó chạm vào tay. Con này máy kim chui số tia nhé, máy kim chui số tia, có cái chiều cao của nó là đi được 21,5 cm và chiều ngang của nó được 23,5 cm. Đấy, con này thì các bác lên mã ra đây, nó chảy xước chỗ này nhé. Đấy, chảy xước bên trụ bên này là có xước này. Đấy, bên này không được gì. Con này các bác lên mã ra là đi mã 57, con mã 57 nhá. Con mã F57. Con này thì em gửi đến các bác là 1 triệu này. Đấy, gửi đến bác 1 triệu nhá. Con này quá đẹp luôn. Đấy, 1 triệu cho F57 này, con để bàn. Nó nhìn con bằng con để bàn này nhìn rất đẹp luôn, và con này rất là có chất lượng luôn.
nó to luôn, nó to mà nhìn nó lại bằng kim loại, nhìn nó rất là hầm hố. Đấy, nào các bác quan tâm thì lên mã cho em, mã F57 1 triệu nhé. Rồi lên một cái con này là con Senko này, cũng vậy này. Con Senko này cũng rất là nặng luôn, cũng bằng kim loại, nhưng con này thì mặt nó nhỏ, mặt nhỏ và cái mặt này nó cũng đang nó kiểu như nó xỉn xỉn ra này. Đấy. Đấy, nó xỉn xỉn kiểu như nó ố sao hay là cái gì ấy. Còn cái trên này của nó thì bằng kim loại, bằng cái gì rất là nặng, không thì không bao giờ lo gì đâu. Đấy, máy của nó thì đây, máy đằng sau, máy đằng sau đây là một dùng một quả pin đại, máy lớn pin đại luôn. Đấy các bạn nhá, máy lớn pin đại, nó rất nặng luôn. Con này nặng hơn con kia, con này thì nó phải tầm cỡ 5 cân đấy nhá, các bạn nhá, phải tầm 5 cân. Còn con kia thì cái con này thì nó phải tầm, nó chỉ cần đỡ được tầm cỡ 3 cân rưỡi thôi. Đấy các bạn, con này rất nặng luôn. Con này thì cũng là máy kim trôi nhá các bạn nhá, con này máy kim trôi mình khởi động nó ấn vào mà nó nghe tiếng nó ù, dạo này nghe cái máy nó chạy rất là hay. Đấy. Rồi các bác quan tâm mình lên mã 58 nhé, con F58 này, con F58, con này thì em gửi đến cho các bác là đi con này đi 750.000 nhé, tại vì con này mặt nó hồng hồ, nó bé, nó không có gì là xuất sắc, nó chỉ là cái kim loại thôi. Đấy. Mặt hồng hồ nó bé, nhưng mà các bác nào mà lấy con này về thì cũng nhìn nó rất là hay luôn, rất đẹp luôn. 580.000 cho con mã F mà 55 là F58 750.000. Đấy. À, con này em chưa quên chưa đo cho các bác nhỉ. Con lại không đo lại quên không biết là đo nhiêu. Con này chiều ngang của nó là 40 cm các bác nhé. Và chiều cao của nó được 18 cm. Đấy, chiều cao 18 và chiều ngang 40. Giờ lên một con này là con gì đấy, con này là con Senko này. Con Senko này, con này thì nó có chế độ báo thức và nhạc luôn nhé. Con này cót nhé, con này là bên này là cót, này là cót cót giờ này, còn đây là cót nhạc nhé. Đấy, nó có hai loại con đó, có nhìn ngay chưa đó. Đó, còn bên này cót giờ này, cót chạy giờ. Đấy, cót chạy kim đây. Đấy, cái kim dây, cái bên trong này cái trắng trắng này nó đang chạy ở giữa này. Đấy là cái kim dây, những cái dây nó chạy nhá. Đấy. 5 10 15 20 này, đấy, cho đến 60. Đấy, nó cứ quay cái này. Đấy, nó là cót, cái phải các bác nếu nó không chạy nữa các bác phải lên cót này nhá. Đấy, cót cót dây ở đây này. Đó. Cái đây thì không biết nó lên cót bao nhiêu ngày, nó không đề ở đây. Đấy, cái này không biết cót bao nhiêu ngày. Còn bên này là con nhạc này, con nhạc thì hết nhạc này thì bác lại các bác lại ấy đi, lại lên cót. Còn không, bác không muốn nghe nhạc thì bác tắt đi cho em. Đấy, đây là tắt rồi thì con nó sẽ không sử dụng nữa nhé, coi nhé, không sử dụng nữa. Còn bác để ở chế độ nào hai bên này, đấy, thì nó sẽ chạy. Đấy. Đấy, bên này là báo thức này. Đấy, bên này cái kim báo thức đây. Đấy, kim báo thức bên này là ở bên này, còn bên này là nó nhạc. Đó, bên này là nhạc, về cái kim về bên này là nhạc này, còn bên này về báo thức. Đấy, đây cái kim này là kim đỏ, này là kim báo thức nhá. Đó, chất liệu của nó thì nó bằng nhựa thôi các bạn, bằng nhựa thôi đúng không, nhựa nó nặng thế, con này cũng phải gần cân đấy, đáp lại đấy lại à, con này chắc là cái máy nó nặng trong. Con này được 17 cm coi nhá, 17 cm chiều cao và chiều ngang của nó được 205 cm. Đấy, con này là cơ nhá, con này cót, này cơ cót. Con này các bác lên mã cho em là mã số mà như nãy 59 này, con F59 em gửi đến các bác là đi con này là đi 500.000. Đấy, 500.000 cho mã F59 nhé. Đấy, mã F59 500.000 đó. Đấy, lên một con này, con Senko, con này cũng con cót luôn này. Đấy, con này cũng con cót nhé. Đấy, con này cót chuông này. Đấy, con này thì báo thức này. Đấy, con này chỉnh giờ chứ, con này ấn vào là báo thức này. Đấy, ấn vào là có chuông nhé. Đấy, để có được bao nhiêu ngày nhỉ,
đều không toàn không đề cốt bao nhiêu ngày tích. Không đề ở đây bao nhiêu ngày là ngày có cốt bao nhiêu ngày các bạn. Đấy, con này thì bằng kim loại luôn nhé, hai bên ốt là bằng nhựa và nó bằng mặt kim loại, kim mạ vàng, kim số mạ vàng nhé. Đấy, con này thì có chiều cao của nó là đi được 12,5 cm và chiều ngang của nó là 18 cm nhé, ra đến cái ốc này là 18,5 cm. Rồi các bác quan tâm thì lên mã giùm em, con mã này là mã số 60, con F60 em gửi đến các bác là 500.000 con này nhé. Đấy, 500.000 cho con mã F60. Hàng cơ cọ, hàng cót nhé, nó là hàng cót. Đấy, nhỏ nhỏ thôi nhìn nó rất là ok luôn. Đấy, rất chất lượng luôn các bạn. Rồi tiếp tục lên một con này nữa này các bạn. Còn con này nữa này. Đó, con này là con cót 30 ngày này. Đấy, số là mã nhé các bạn nhé. Con này thì chiều cao của nó là tổng chiều cao từ trên cái đỉnh này xuống dưới này được 50 cm. Được 50 cm và chiều ngang của mái này được 29 cm. Đấy, còn lòng ở đồng hồ này nó được 26, còn lòng trong này thì được 18,5 cm. Đấy, con này thì nó cũng là tương đối là ok, cũng nói chung là chảy xước thì nó cũng hơi góc cạnh nó cũng có hơi chảy xước ít thôi. Đấy, phần dưới cái này chỗ quả lắc này nó cũng có chảy, còn phần trên này không được gì nhá. Con này đánh cho bác là hai gông đồng. Con này thì em test chuông cho bác là chuông này là chuông đó 30 phút điểm một chuông đó. Đấy, con này có hoa góc nhá. Đấy, có 4 hoa góc này, nhìn rất là đẹp. Cái này thì ở trên này nó mất một cái trụ này các bác nhá. Đây mất cái trụ này. À, mất cái trụ cái búp sen như này. Đấy, nếu ví dụ như các bác mà không cần thiết thì các bác cứ bỏ nó ra. Nếu các bác về các bác không làm được ấy, không nhờ người làm được cái búp sen này thì các bác bỏ nó ra luôn cho nó đều. Đấy, bỏ nó ra như này cho nó đều. Đấy, cũng đẹp luôn. Đó em quay lên cho bác. Đấy, thấy không? Hai bên này. Hai bên có cái búp sen như này. Đấy. Nhưng nó mất một cái búp sen rồi. Đấy, nó mất mấy búp sen như này rồi thì bây giờ các bác không cần thiết thì các bác bỏ ra, còn nếu mà bác về bác các bác nhờ bên thợ mộc người ta làm được cái búp sen này thì các bác cho vào. Đấy, cho nó đẹp. Đấy, còn không thì không có cũng được. Đấy, một bên hoặc là bỏ ra cũng được đó. Thì các bác quan tâm thì lên mã cho con mã này, mã số 61 nhá các bác nhá, mã F61 này, con F61 nhá. Con này em gửi đến các bác là 1.500.000. Đấy, 1.500.000 cho con cơ cót 30 ngày. Đấy, F61 các bác nhá. Con F61 này. Rồi lên một con này, con Nationa nữa này. Con này sử dụng cũng một pin tiểu này. Một pin tiểu mà trong này sẽ dùng cho các bác là cái gì, trong này là có mấy cục đèn pin trong này này. Rồi nó sử dụng đèn cái đèn ở trong này nhé. Đó. Ở trong này này, các bác. Ở trong này có cái cảm biến đèn này. Đấy. Đó. Đấy, đèn nó ở trong này nhá. Khi tắt điện đi thì ở đây nó sáng này. Ở trong này nó sáng, nó cảm biến khi mình nó có ánh người đi ngang qua ấy, hoặc mình ra có ánh người ngang qua là nó cảm biến cái ánh sáng của cái mắt này
là nó phát điện ở cái đèn này nhá, nó phát điện ở cái đèn luôn. Đó. Bây giờ thì mình đang sử dụng như này thì nó sẽ không phát ở đâu các bạn, nó sẽ không phát. Đấy, còn cái này em test em để ở nhà buổi tối là khi đi ngang qua là nó tự sáng lên, nó có cảm biến đèn cảm biến ấy, nó tự nó sáng cái đèn ở trong cái viền này lên này, đấy, là mình nhìn thấy cả số cả đồng hồ luôn. Đấy. Thì con này thì các bác lên mã em là mã số con 62. Con này thì có chiều cao của nó được 30 cm và chiều ngang của nó được 32. Đấy. Máy kim chui coi nhá. Con này thì gửi đến các bác là 500.000 thôi. Đấy, con này F62. Con F62 500k. Đấy, 500.000 cho F62 này. Đấy. Các bác quan tâm lên mã cho em nhé. Đấy, trong này nó có mấy cục pin này thì các bác sử dụng cứ bỏ pin đây là được, tại vì cái này em đã test em biết rồi, đây nó có cái nút công tắc đèn ở đây đấy nhé, công tắc đèn ở đây đấy các bác nhé. Rồi con này lên các bác, con này con Senko sử dụng các bác là 2 pin tiểu ạ. 2 pin tiểu. Rồi, xong radio các bạn. Đợi một xíu. Đấy, nó chạy các bạn. Phải test cái cắm cái này test à, cái ống bóng cái gì reset. Reset này. Vừa thấy nó pin nó còn chạy mà. Thấy nó có điện các bạn. Không thấy nó chạy. Nó phải có cái bóng đèn này cơ. Đấy, nên nó pin nó chạy rồi mà giờ nó lại không chạy. Đấy, con này thì các bạn nào mà xử lý được thì thanh lý cho các bác này. Đấy, cái này thì mặt kính nhá, sóng radio. Đấy, đằng sau này thì nó chất liệu bằng gỗ. Dùng 2 pin tiểu này. Đấy, con này thì nó có cái chiều cao của nó là được 29 cm. Đấy, và chiều ngang của nó là cũng 29 luôn. Đấy, con này các bác lên mã cho là mã số 63. Con F63 nhé. Con này thanh lý cho bác 250.000. 250.000 thì các bác về bác xử lý như nào nhé. Đó, các bác lấy con 63 về xử lý nhé. Rồi lên cho bác một con này là con đồng hồ để bàn này, chất liệu của nó bằng nhựa nhé các anh nhé. Con này thì nó sử dụng cho bác là quả bên trung, bên đại các anh, bên đại bên trung thôi, bên trung à bên đại. Con này thì có chế độ nhạc cái chuông gì ấy các bạn. Nhưng không thấy test để nó kêu như nào, không thấy. Con này chỉ thấy giờ chạy. Báo thức thì có kim báo thức, đầm xoay vẫn quay, nhưng báo thức là không thấy báo nhạc báo thức đâu cả các bạn. Không thấy nhạc báo thức đâu nha các bạn nhé. Con này chất liệu của nó bằng nhựa này các bạn. Đấy. Con này thì lên cho các bác con này là
Con này đo sơ cái chiều cao lên tổng thể lên bên trên cái chỗ thiên thần này, để ra vác cái đàn này thì nó được 33 sen coi nhé. Chân đáy của được 17 sen thôi. Đấy, mặt đồng hồ con này đồng hồ vẫn đang chạy bình thường, đầm xoay vẫn chạy ok. Con này các bác lên mã ra là mã số 54 nhé các bác nhé. Đấy, con 54 à quên, con 64, con F64 này. Con này em gửi đến các bác là đi 400.000 nha các bác nhá. Đấy, 400.000 cho con F64. Rồi lên một con này là con đồng hồ cũng để bài. Con này sử dụng pin tiểu này. Đấy, quay lộn đi rồi. Con này là kim nảy đấy các bạn, con này kim nảy thôi. Đấy. Chất liệu của nó là bằng nhựa nhá. Đấy, có hai đôi cỏ hay con gì đấy đang bay cuốn quýt vào nhau bay này. Đấy. Con này thì các bác quan tâm lên mã ra. Mã số 55 nhá các bác nhá. Con mã 55. F55 này, à cái F65 này. Con F65. Con này em gửi đến các bác là 150.000. 150.000 coi nhé, 150.000. Các bác nào mà lấy hai cái này tổng hai này em gửi đến bác 500.000 nha các bác nhé. Đấy. Mã 44 à quên, mã 64 và mã 65 là một mã 400.000, một mã 150.000. Đấy, bác nào lấy hai mã này luôn thì em thanh lý cho bác là 500.000 hai cái nhé. Đấy, 500.000 hai cái này. Nào rồi bác quan tâm là lên mã ra. Lên mã ra là mã 64 65 500.000. Hoặc là lấy một cái thì một cái là 550, một cái là 400. Thì trước khi rời video thì đừng quên ủng hộ cho em xin một nút like, một đăng ký kênh, một chia sẻ kênh các bác nhé. Và trong video thì có sản phẩm nào các bác quan tâm thì cứ liên hệ cho em trên số điện thoại 0818 132 198 nhé. Đấy, thì xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều.